Xin chào các bạn đã quay trở lại với đại gia đình Bim Bap cùng với những bé bắp thương yêu. Ngày hôm nay không có anh Hảo thì chúng ta nói xấu anh Hảo thôi. Ai, 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 ai. <laughs> nó giỡn thôi <rồi> các bạn. <laughs> trời trời lại mặt gian xảo dễ sợ luôn nó giỡn thôi. À, ngày hôm nay thì anh Hảo bận không có quay được với bắp thì hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau tâm sự. Hôm bữa thì bắp có đọc comment và có một bạn hỏi bắp một câu đó là à, bạn rất là tò mò muốn biết là những khi mà à, khi mà bắp rơi vào trong trạng thái gọi là tuyệt vọng hay là hoang mang hay là khi mà gặp khó khăn thì làm sao có thể vượt qua được những cái giai đoạn đó thì hôm nay bắp muốn chia sẻ với các bạn, thiệt sự đây là cái cách mà bắp ước gì bắp biết trước đây là trải qua nhiều chuyện rồi nha, bây giờ ngẫm lại mới biết ra cái cách này. Thì trong cuộc sống của chúng ta thể nào cũng sẽ trải qua gian khó, khó khăn, có những lúc nó nó rơi cái vèo nó sẽ đi xuống nhưng mà sẽ có lúc mình đi lên thì mình nói không phải là để cho hoảng sợ hay gì đó nhưng mà cuộc sống của mình đó các bạn nó không thể nào mà trải một cái con đường hoa hồng các bạn có thể thấy có những người có những cuộc sống mà các bạn cứ thấy họ vui hoài à họ rất là năng lượng tích cực nhưng mà đó là họ muốn cho các bạn thấy như vậy thì sự là đó bắp đó <laughs> bắp muốn cho người khác thấy như vậy bởi vì những lúc buồn á thì chắc chắn là bắp không có muốn người khác buồn à, cũng không muốn người thân của mình buồn như bắp đã chia sẻ rất là nhiều đặc biệt là những người mà mình yêu thương á nhiều khi mình buồn nhưng mà mình cũng cố tỏ ra vui vẻ thì ví dụ như mà người thân hay là những người theo dõi mình lâu á nhìn vô thì các bạn sẽ biết à, nhưng mà mình không có tỏ ra là tôi đang rất là buồn không bây giờ không có buồn cho nên làm cái mặt buồn không có được nhưng mà kiểu như um, khi mà buồn á, thì bắp sẽ các bạn theo dõi thì các bạn cũng nghe bắp tâm sự nhiều rồi đó khi mà bắp buồn thì bắp sẽ không có nói cho ai nghe hết đặc biệt là người thân nhưng mà bắp biết cái cách trải qua thì hồi xưa có cái cách riêng bây giờ bắp lại nghĩ ra được nhiều cái cách nó hiệu quả hơn nữa à, hôm bữa bắp đọc được một cái câu rất là hay mà không nhớ là bạn nào comment mình ở đâu đó chứ không phải cũng không phải ở trên kênh của mình nữa ở đâu đó là có những người thực sự là có rất là nhiều người cùng suy nghĩ với bắp là khi trải qua những cái chuyện buồn thì sẽ không có nói cho người thân của mình nghe có thể là khi trải qua rồi thì có thể nói nhưng mà lúc mà đang trải qua thì sẽ không nói ví dụ đang gặp khó khăn hay là đang gặp cái gì buồn là cũng không nói cho mẹ nghe đặc biệt là mẹ bởi vì có một câu mà đọc nó cảm động vô cùng khi bạn nói cho mẹ nghe thì mẹ sẽ không giúp được nhưng mà mẹ sẽ không ngủ được Tại vì mẹ rất là thương mình mà các bạn à, Mẹ Bắp rất là thương Bắp Là nhớ có một lần Thôi tự nhiên Thôi không kể đâu Để mình đang nói chuyện Nói hồi cái nó đi ra tùm lum hết <laughs> Nhưng mà đại khái là Cái câu đó Bắp đọc xong Bắp thấy trời đúng Đúng như những gì mình suy nghĩ luôn á Là mình biết là mẹ sẽ không có giúp được cái vấn đề đó Nhưng mà mình kể ra Thì mẹ không giúp được nhưng mà mẹ sẽ buồn ở trong lòng tự nhiên đọc cái nhớ cái hôm nay chia sẻ cái câu nói đó đến với các bạn thì đó là nguyên do vì sao mà có chuyện gì buồn thì bắp cũng giữ ở đó nhưng mà mình biết cách giải quyết mà thời giải quyết qua rồi thì mình lại vui tươi thôi và đặc biệt á là bắp luôn biết một điều là cuộc sống của mình nó sẽ có lúc thăng và nó sẽ có lúc trầm thì khi mà mình đi qua được những lúc trầm á thì mình mình biết là nó tương lai sẽ có trầm chứ nó không có thăng hoài nhưng mình biết cách chuẩn bị cho những lúc mà mình rơi xuống cái khoảng lặng đó các bạn bây giờ chắc là cũng nghe rất là quen về nhân số học đúng không à, bây giờ mọi người đa phần là ai cũng biết hết về nhân số học thì bắp có thể khẳng định là đối với trải nghiệm của bắp nha nhân số học nó đúng và bắp biết tới nhân số học là nhờ bu À, nói chung <laughs> thì đại khái bắp không có nói nhiều về nhân số học nha nếu mà các bạn muốn biết thì bác sẽ chia sẻ cái trải nghiệm cá nhân của bắp riêng nhân số học nó không phải bói toán nó cũng không phải mê tính dị đoan đối với bắp nó giống như là một cái bản đồ để nó hướng dẫn mình giống như khi mà mình đi trên đường mình không biết từ đây tới đó mình sẽ trải qua những cái ngã rẽ nào thì nhìn vào trong cái bản đồ mình sẽ biết à cái đó là cái ngã rẽ và mình phải rẽ như thế nào và mình phải đi như thế nào chứ không phải là kiểu bói toán là Ê, không làm như vậy là mày xui ấy con Hay là làm như vậy mới hơn nè Kiểu vậy Không phải bói toán Không phải mê tính dị đoan Thì đó là cái cách mà bắp sử dụng nhân số học Và bắp cũng không có tìm hiểu sâu nữa các bạn Bắp chỉ biết à Cái số chủ đạo của bắp là số 9 bốn cái đỉnh cao cuộc đời của bắp Cũng như là từng năm Năm nào là năm cá nhân Bắp chỉ biết những cái cơ bản nhất của nhân số học thôi các bạn Thì trong nhân số học á Có 9 năm cuộc đời Nó cứ xoay vòng từ 1 tới 9 Thì trong 9 năm đó bạn nào mà biết quen về nhân số học thì sẽ sợ hai con số là số 4 với số 7. Trong 9 năm đó, những cái năm khác, nó cứ lại là, là nó sẽ đi lên, đi lên, rồi từ 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 nó đi xuống. Nhưng mà cái điểm trũng nhất là số 4, rồi trũng hơn số 4 nữa là số 7. Đó là hai năm xu nhất trong cái khoảng thời gian chu kỳ 9 năm mà nó cứ liên tục lặp đi lặp lại của một đời người. Thì năm nay là năm mà bắp rơi xuống cái năm số 4 của bắp này các bạn. Và tháng 10 là quá rồi, quá rồi, Ô quá rồi cha mẹ ơi nó đúng lắm các bạn hôm nào bác sẽ chia sẻ riêng đó nó hằng hồi là nó đi lung tung nha nhưng mà đại khái là à, khi mà biết về nhân số học nó giúp cho bác hiểu hơn là cái năm đó tại sao mình lại gặp nhiều khó khăn như vậy lúc trước mình không biết tới nhân số học thì mình không có biết là tại sao là cái năm đó nhưng khi mình biết mình nhận ra à cái này là năm trũng của mình thì mình tìm cách để mình củng cố cái năng lực của mình nói chung là nó hay lắm và bắp sẽ chia sẻ ở một cái video khác về trải nghiệm của bắp với nhân số học và bắp nói cái gì mà tự nhiên có liên quan tới nhân số học vậy mọi người <laughs> à, bắp đang nói cái gì mà tự nhiên cái nhắc tới nhân số học cái rồi tự nhiên cái quên mất tiêu luôn nhưng mà đại khái nó cũng là một trong những cái giúp cho bắp có thể vượt qua được những cái khoảng thời gian khó khăn như bắp đã nói đó đôi khi mình khó khăn thì mình sẽ làm gì mình sẽ đi coi bói <laughs> mình sẽ coi bói tarot nói đùa thôi nhưng mà thật sự là nhiều người nha gặp khó khăn cái đi coi bói <laughs> coi coi là ừ, cái sao sẽ sao dạo này xui quá vậy rồi tới tương lai là phải làm sao bà nào nói xui xui tai à, nói là sắp tới là sẽ hơn hơn độ hoặc là nói hơi đúng một hai cái thì mình sẽ tin bà đó còn bà nào nói hơi khó nghe thì mình sẽ không tin người đó mà coi bói thì cũng hên xui bắp thì không có coi bói nha các bạn nhưng mà có nghe kể nha nghe những người xung quanh có những người hả tháng nào cũng đi coi bói <laughs> coi bói liên miên coi rồi kể lại cho mình nghe đối với bắp suy nghĩ của bắp thôi nha khi mà mình coi bói là mình không có biết về tương lai của mình sẽ cần làm gì và mình chới với mà mình không biết tin tưởng vào đâu thì mình mới tìm một cái cái người nào đó nói cho mình biết về cái điều về tương lai nhưng mà thậm chí coi rồi thì mình cũng cũng chỉ coi thôi chứ không có không có hẳn là tin đó các bạn không biết nói sao nhưng mà bắp nghĩ là như vậy và khi mà mình đang gặp khó khăn thì rõ ràng đó là những cái lúc mà tâm lý của mình trong trên nhất tâm lý của mình yếu nhất và mình cần một cái điểm tựa về tinh thần cho dù là khó khăn về tình yêu nè khó khăn về tiền bạc nè không thường thường khó khăn là chỉ có hai vấn đề đó thôi <laughs> đúng không sức khỏe nữa tình yêu tiền bạc sức khỏe chỉ có ba cái đó thôi bắp thấy gói gọn những cái khó khăn trong cuộc đời là ba cái nhóm đó là có đủ tiền để lo cho gia đình đủ tiền để ăn hay không uh, hoặc là tương lai tương lai là cũng về tiền bạc đó tương lai học lên để đi làm ra để kiếm tiền lo cho gia đình thì cũng quy về cái cái mối là tiền bạc đó các bạn cái đó cũng khá là chung chung nhưng mà đại khái là tiền bạc nè hoặc là tình cảm tình yêu trai gái uh, chia tay người yêu quen nhiều năm sau đó chia tay hoặc là bị phản bội hoặc là À, như thế nào đó là về chuyện tình cảm hoặc là về sức khỏe một cái vấn đề gì đó mà mình tự nhiên cái bị một cái cái bệnh gì đó nan y mà không có chữa được đại khái là vậy thì đó là những cái khó khăn mà cuộc đời á mình sẽ thường gặp phải nói chung là tương lai chưa biết được chuyện gì sẽ xảy ra nhưng mà tới thời điểm hiện tại thì bắp đúc kết ra được à, một trong số những cái cách mà bắp dùng để mà trải qua những cái khó khăn đó hôm nay bắp sẽ chia sẻ với các bạn hy vọng là có thể giúp cho các bạn hoặc là khi mà các bạn gặp khó khăn thì các bạn có thể vận dụng thử à, hy vọng là các bạn sẽ không gặp khó khăn nhưng mà cuộc đời mà các bạn mình sẽ không thể nào mà cứ đi thẳng một đường nó sẽ có ngã rẽ và nó có lúc lên dốc và nó cũng sẽ có lúc xuống dốc video này thì cũng hơi chung chung ha tại vì đối với bắp khi mà mình gặp khó khăn á thì cái điều quan trọng nhất là về vấn đề mình phải vực dậy tinh thần các bạn có thể khóc các bạn có thể sụp đổ, có thể suy sụp trong một cái khoảnh khắc nào đó mà mình vỡ òa à ra và mình khóc như một đứa trẻ. Thì mình có quyền như vậy. Và có thể là nên như vậy nữa các bạn. Đôi khi mình kìm nén dữ quá mà mình không nói với ai. Trong trường hợp của bác là bác không nói với ai. Thì mình sẽ tìm một nơi nào đó, không có ai hết. Mình sẽ khóc và mình sẽ, sẽ, sẽ xả cái cảm xúc đó ra. Thì thứ nhất là xả cái cảm xúc ra. Thì khi khóc thì cứ khóc cho đã thôi đảm bảo luôn á là khóc xong rồi các bạn khóc tới một cái mức mà mình sẽ không còn nước mắt để khóc nữa các bạn mệt không khóc nữa đi ngủ thì thứ nhất là xả cái cảm xúc ra sau khi khóc xong rồi á thì mình sẽ cảm giác nó nó đỡ rất là nhiều rồi mình sẽ ngồi xuống mình sẽ tìm cách giải quyết những cái vấn đề mà mình đang gặp phải Ví dụ như đó là chuyện về tình cảm. Tình cảm là có thể là tình cảm gia đình nữa nha. Tình cảm với bạn bè nè, với người thân của mình và tình yêu là nó gộp chung vô là về cái khoảng tình cảm. Có thể là mình gặp một cái vấn đề gì đó rắc rối hoặc là khúc mắc mà mình nói không có được. Hoặc là mình chưa có thể giải giải quyết được. Thì mình ngồi xuống mình phân tích là tại sao và mình tìm ra hướng giải quyết. Hoặc là những cái cái gì liên quan tới tiền bạc cũng vậy. Nhưng mà cái cốt lõi ở đây á là có những chuyện nó cần thời gian để giải quyết. Thì khi đó bắp tự nhủ là cái này mình cần khoảng thời gian để giải quyết và nó sẽ qua chắc chắn là mọi chuyện nó khi mà thời gian trôi qua nó sẽ xoa dịu tất cả mọi chuyện và cái mà mình cần á là làm sao để mình vượt qua được cái khoảng thời gian đó ví dụ như à, về chuyện à, tình cảm thì cái gì ví dụ mà những cái uất hận hay những cái giận hờn gì đó mình cần thời gian để xoa dịu trái tim của mình hoặc là nói về chuyện tiền bạc thì mình cũng cần thời gian để trả nợ thì tiền bạc thì nó dễ à mình chỉ cần chăm chỉ làm việc để mình kiếm tiền mình trả nợ thì nó nói về một cái khoản khác hoặc là mình nâng cấp tư duy của mình mình nâng cấp cái nghề của mình mình nâng cấp cái khả năng kiếm tiền của mình thì mình kiếm thêm nhiều tiền để mình trả nợ khi mà mình chăm chỉ làm việc và mình cố gắng làm việc và mình phấn đấu á, thì cơ hội sẽ đến bắp luôn luôn tâm niệm một cái điều là như vậy khi mà mình cố gắng một cái điều gì đó thì ông trời nhìn thấy cái sự cố gắng của mình à, giống như là thiếu nợ thì lo đi làm trả nợ chứ không có trốn nợ <laughs> thì ông ông trời cũng sẽ tìm cơ hội để mình có một cái công việc nó hơi tâm linh ha các bạn nhưng mà thực sự là bắp tin là như vậy á khi mình cố gắng thì trời sẽ không phụ lòng người à, và khi mà mình sống tốt thì trời sẽ thương mình và khi mà mình gặp bất cứ một cái vấn đề gì đó nan giải trong cuộc sống thì tự nhiên sẽ có quý nhân đến giúp đỡ và phụ trợ cho mình quay trở lại về cái vấn đề xử lý khi mà gặp khó khăn á thì phải xả cái cảm xúc ra trước. tại vì bất cứ khó khăn gì mình gặp phải á, nó nó cũng khiến cho mình bí bách và cần phải xả ra. thì khóc được. nếu mà đè nén cảm xúc quá lâu thì mình có thể khóc được. nhưng đối với những người thứ nhất là xả cảm xúc mà xả cảm xúc đối với bóp là khóc. còn những người người ta không có khóc được, thực sự không khóc được, thì bóc nghĩ là nên đi tập thể dục hoặc là tập một cái bộ môn thể thao nào đó để cho nó tiết mồ hôi và để cho tim của mình đập mạnh đó các bạn. chạy bộ hoặc là tập thể dục để cho mình tiết mồ hôi ra thì nó cũng là một cái cách là mình không có xả được về tinh thần thì mình xả về thể chất mình xả những cái đó ra và đó là cái thứ nhất cái thứ nhì nữa là đi đến những nơi có nguồn năng lượng cao nghe nó nghe nó mông lung quá đúng không thì bóp sẽ kể cho các bạn nghe một cái trải nghiệm thật của bóp hồi xưa tới giờ bóp nói chuyện về năng lượng đồ ghém nhưng mà để trải nghiệm thật sự á là có một lần nha là lần đó bóp trải nghiệm về cái sự việc này để kể cho các bạn nghe nó như vậy. Hồi đó bắp về Việt Nam chơi, thì à, có một cái đứa em rất là thân thân với bắp, thì bắp rất là quý cái em này. Buổi tối hai đứa mới hẹn nhau là đi bộ, đi bộ ở trong xóm mà các bạn biết à, ở Việt Nam nhà nào cũng có nuôi chó hết, ba bốn nhà bốn năm nhà cứ cách mũi gần như là nhiều khi liền liền nhà nhau là có nuôi chó rồi. Thì bắp đi bộ ở trong cái ấp của bắp á, đi từ nhà của bắp đi ra ngoài đầu đường là có một cái khoảng rất là xa chắc đi đi bộ cửa bao lâu ta bác cũng không có nhớ tại vì tùy vào cái tốc độ mình đi nữa vừa đi vừa nói chuyện thì nó khá là lâu nhưng mà để đi ra đi vô thì bác nghĩ chắc cũng cỡ hơn hai chục phút là cho cái quá trình đi ra về đi vô khi mà đi trên cái đoạn đường đó là có rất là nhiều chó nha các bạn không có bao giờ đi mà không có tiếng chó sủa luôn á tiếng kiểu mà đi buổi tối nữa bữa đó là tầm 8-9 giờ đi bộ buổi tối thì khi mà đi như vậy á, là thể nào có ít nhất là hai ba nhà sẽ có chó nó sủa <laughs> lúc nào cũng vậy không có ít hơn hai ba nhà đâu à, thì bữa đó hai đứa đi bộ chung với nhau thì các bạn biết hai đứa con gái đi chung thì nói chuyện xà lơ lắm thì trong cái quãng đường đi đầu tiên á là nói những cái chuyện bình thường thôi thì cũng có mấy con chó nó chạy ra nó sủa thì đi một vòng đi ra đi vô thì mới rủ đi tiếp đi tiếp thêm vòng nữa thì đi cái dòng thứ hai là mình đã nói chuyện quen quen rồi cái bắt đầu mình đi vô cái chuyện chính <laughs> khi mà đi vô cái chuyện chính á là kể hết tâm sự những cái chuyện gì đó mà 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 mình rất là bực bội á mình rất là bức xúc và những cái chuyện mà thực sự nó khiến cho mình buồn á các bạn thì khi mà nghe cái chuyện đó bé ghi nó nghe bắp kể thì nói chung là các bạn tưởng tượng ra cái câu chuyện đó bắp rất là bực mình á bắp rất là là giận á thì mình chỉ kể ra thôi nguyên suốt một cái đoạn đường á các bạn tin ông chó ở trong nhà nó không có sủa bình thường nó nhào ra mà khi mà nói chuyện là hai đứa chỉ rù rì rù rì vừa đi vừa nói chuyện với nhau thôi chứ không phải là oan oan ra nhưng mà chó hả nó sủa mà nó thiếu điều nó muốn nhào ra ngoài luôn á may mà nhà có cổng nha các bạn đi ra xong rồi đi vô là bắp con bé kia nó nghe bắp kể thôi chứ nó không có để ý bắp để ý bắp nói ủa sao bữa nay chó bắp còn nói với nó nữa bữa nay cái đợt này mình đi mà chó nó sủa dữ vậy mấy con chó gì mà nó dữ quá vậy mấy bữa có bao giờ nó dữ như vậy đâu chưa bao giờ mà đi ở trong cái xóm đó mà chó nó lại dữ như vậy mà buổi đêm chỉ có hai đứa đi bộ thôi mà đi ngang qua nha nó từ trong nhà nó phóng ra mà các bạn tưởng tượng là nó nó cào lên trên và nó muốn nó muốn xông ra ngoài nó sủa thấy ghê lắm sợ luôn sợ luôn á thật sự cái bóc cũng biết biết rồi đó tại vì mình cũng tin vô mấy cái vấn đề về năng lượng mà như này là về năng lượng nha chứ không phải là về tâm linh nó khác nha các bạn tại vì khi mà mình nói chuyện và mình nói về những cái chuyện buồn hay là hay là những cái chuyện khiến cho mình giận á thì cái nguồn năng lượng mà mình tỏa ra mình không có thấy được nhưng mà những cái loài động vật á nó sẽ cảm nhận rất là rõ bạn nào mà nhà có nuôi chó nuôi mèo các bạn sẽ biết cái chuyện này rất là rõ luôn ví dụ hôm nào mà các bạn giận á con chó con mèo nó không dám tới gần đâu hoặc là hôm nào mà các bạn buồn các bạn không cần nói gì hết đó ngồi một chỗ thôi là tưởng nó sẽ đi tới nó ngồi kế các bạn hoặc là nó xà vô lòng các bạn, giống như là nó muốn ăn ủi gì đó. Ê cái này là bắp nghe kể nha các bạn, bắp nghe những cái người bạn của bắp có nuôi chó nuôi mèo kể lại thì bắp mới biết chứ bắp không có nuôi cho nên bắp không biết. Và từ đó cộng với những gì mà bắp vừa mới trải nghiệm mà hồi nãy giờ bắp kể cho các bạn nghe thì bắp mới thấy Ờ. Uh, ok mình ghi nhận cái vấn đề này nhưng chưa sự việc chưa kết thúc ở đó, bữa đó hai đứa rảnh mà. Mà nhiều chuyện nữa, thành ra bắp mới nói giờ mệt chưa bắp nói với bé đó đó mệt chưa chưa mệt đúng không hay đi bộ thêm dòng nữa đi tại vì bắp cũng đang muốn thử muốn thử trải nghiệm thiệt sự thì đi cái dòng cuối cùng này á bắp mới không có nói về những cái chuyện tiêu cực nữa bắp mới lãng qua chuyện khác bắp nói về những cái chủ đề liên quan tới luật hấp dẫn tại vì bé nó cũng không có biết về luật hấp dẫn thì bắp mới nói về luật hấp dẫn bạn nào mà biết bắp lâu thì các bạn cũng biết là bắp rất là tin về luật hấp dẫn và các bạn cũng có nghe là bắp nói về luật hấp dẫn như thế nào đúng không thì trong suốt một cái quãng đường đi ra đi vô bắp chỉ nói với con bé đó về luật hấp dẫn và bắp cũng bắt đầu để ý bạn bé nó không để ý từ lúc cái chuyến mà đi ra đi vô lần cuối cùng á không có một con chó nào đi ra sủa không phải nó mệt đâu nha các bạn đi ngang ra nó vẫn nằm ở trên sân á mà nó không sủa mà đúng ba lần đi bộ ba câu chuyện khác nhau ba cái phản ứng của mấy con chó ở trong xóm nó khác nhau khi mà đi ngược vô và chuẩn bị đi về vô nhà rồi đó cái bắp mới nói với bé đó nãy giờ có để ý chuyện gì không để ý mấy con chó không cái bắp mới nhắc lại những cái trải nghiệm về ba lần mình đi bộ và ba lần đó mấy cái con chó ở trong xóm nó phản ứng khác nhau thì bé đó nó mới nhận ra cái nó nổi da gà luôn các bạn mà thực sự lúc đó bắp cũng nổi da gà bắp có để ý mà bắp nói dừa nói chuyện mà không biết sao quá nhiều khi mà nói tới những cái chuyện mà nói tâm linh như vậy bắp hơi rung rung á, rồi <laughs> bắp cũng nổi da gà nha, thì bắp mới nhận ra là à có những cái mình không có thấy được, đôi khi mình cảm nhận nhưng mà mình không biết, giống như là gió vậy đó, thì gió thì nó quá là rõ ràng mình đâu có thấy được cơn gió đâu, nhưng khi mà gió thổi á mình cảm thấy mát hoặc là khi mà gió thổi qua những cái cành cây nó nhẹ nhẹ nó lung lay thì mình biết ở ờ, ở đó có gió hôm nay trời có gió hoặc là khi mình thấy cây cối nó không lung lay mình biết à hôm nay trời không có gió về năng lượng cũng vậy năng lượng thì nó khó thấy hơn là làn gió nó khó cảm nhận hơn lại là làn gió về năng lượng thì có năng lượng tích cực và năng lượng tiêu cực cái chuyện hồi nãy bắp kể với các bạn là chuyện hoàn toàn có thật nha không phải là bịa nha bắp trải qua rồi cho nên bắp mới bắp mới đúc kết ra một cái cách thêm một cách mà hồi nãy bắp nói với các bạn là ước gì bắp biết cách này sớm hơn nhưng mà đối với bắp thì coi đôi khi có những lúc tới đúng thời điểm đó thì chuyện đó mới xảy ra và mình mới nhận ra cái vấn đề như vậy chứ còn chưa tới đúng thời điểm giống như là phải tới thời điểm đó mình mới được khai sáng còn chưa tới thì thôi cứ mù mù mờ mờ đi con khi mà nhận ra vấn đề về năng lượng thì bắp lại rút ra được thêm một cái một cái cách để giúp cho mình vượt qua những lúc khó khăn là mình sẽ nương nhờ đến những nơi có nguồn năng lượng cao. Nói thì nói nó nói nó như vậy thôi chứ thực ra nếu mà bạn nào ở bên đạo hoặc bên đạo Phật hoặc là bên đạo công giáo hoặc là bạn nào có bất cứ một cái tôn giáo nào á thì chúng ta cũng đều đang làm cái điều này thôi. Đó là khi mà mình bế tắc thì mình sẽ đi cầu nguyện, bên Phật thì sẽ đi vô chùa, đi vô chánh điện để mà lại Phật tổ nè, hoặc là lại mẹ quan âm để mà cầu xin sự bình an, cầu xin sự che chở, hoặc là cầu xin một cái sự soi sáng. Còn ở bên đạo thì sẽ đi vô nhà thờ, À, để mà cầu nguyện với Chúa, còn bất cứ một cái tôn giáo nào mình cũng sẽ có một cái cách cầu nguyện riêng. Bắp cũng có niềm tin về tôn giáo, nhưng khi mà mình suy sụp, khi mình khó nhớ tới cái chuyện đó lắm nha. Có nhiều người người ta sẽ, người ta sẽ nhớ liền, nhưng mà đối với Bắp là hồi xưa cho tới bây giờ khó mà Bắp nhớ tới cái sự cầu nguyện về tâm linh, tại vì những cái lúc đó mình mình không có nghĩ tới nhưng mà khi trải qua cái sự việc về cái nguồn năng lượng, cảm nhận về cái sự thay đổi nguồn năng lượng á thì bắt bắt đầu tin. Tại vì khi mà mình biết á, cái nguồn năng lượng mình thấy hay là mình không thấy á thì nó nó vẫn tỏa ra. Thì có những nơi có nguồn năng lượng cao, giống như là ở trong chùa hoặc là ở trong nhà thờ, bởi vì đó là nơi mọi người đi đến và người ta cầu nguyện, người ta đi đến với một cái lòng thành. Và cái nơi đó cũng sẽ là nơi lưu giữ năng lượng. Có nhiều người á, người ta cảm nhận được cái sự rung động cao cái này là bắp đang nói tự phát thôi nha chứ bắp không có biết cái từ chuyên môn nha các bạn thì có nhiều người người ta cảm nhận hay lắm khi người ta bước chân vô nhà thờ hoặc là bước chân vô chùa lòng của người ta chợt thấy bình lặng tại vì người ta đồng điệu được với cái năng lượng ở đó người ta cảm nhận rõ được cái nguồn năng lượng tỏa ra ở đó và cái này thì bắp không có biết tại vì bóc cũng không có phải là người nhạy cảm nhưng mà bóc của không có biết là đúng hay không mà nếu mà bạn nào có thì có thể không mình bên dưới cho bóc biết trải nghiệm của các bạn nha thường á những bạn nào mà cảm nhận được cái nguồn năng lượng tích cực từ khi mà bước chân vô nhà thờ hoặc từ khi bước chân vô chùa những cái nơi tâm linh á thì các bạn đó cũng sẽ có một cái cái kiểu cảm nhận tương tự khi bước chân vô những nơi những cái nhà mà có ma đại khái là nó hơi ớn lạnh á là chính những bạn đó sẽ là những bạn cảm nhận được đầu tiên cái sự rợn người ví dụ mà nhà nào mà có tà khí ha kiểu đọc chuyện ma nhiều quá hay sao nhưng mà thật sự có những người bước chân vô một số căn nhà là những người đó nổi hết da gà các bạn giống như là người ta cảm nhận được ở trong đó có cái năng lượng gì đó mà mình hay gọi là ma đó ừ, vậy đó có khi nào bắp kể kể hỏi bắp kể chuyện ma cho các bạn nghe không <laughs> nó giỡn thôi trời ơi kể chuyện ma ai kể trên này tâm sự thôi thì chốt lại mà nói thông qua trải nghiệm từ câu chuyện mà bắp kể với các bạn thì có những nơi có những nguồn năng lượng nó sẽ cao. Và khi mà tinh thần của mình và mình đang gặp những cái vấn đề khó khăn á, đó là lúc mà nguồn năng lượng của mình á, nó đang thấp. Hoặc là nó đang trao đảo, nó đang trông trên mà mình không thấy được. Thì bóp hy vọng là các bạn sẽ nhận ra và các bạn sẽ tìm đến những nơi mà có nguồn năng lượng cao hơn để mình nương nhờ. Đôi khi mình không có tự lực bản thân mình vượt qua được đâu các bạn. Mình phải nương nhờ vào những nơi có nguồn năng lượng cao hơn. Cho nên mình cầu nguyện mình đi đến đó để mình cầu nguyện nên cầu nguyện nha các bạn nên cầu xin à, xin một cái sự chỉ dẫn và đối với bắp cái lời cầu xin hiệu quả nhất từ xưa cho tới bây giờ mà bắp xin á bắp xin một cái sự chỉ dẫn để vượt qua được cái khoảng thời gian hiện tại các bạn có thể nghĩ ở trong đầu hoặc là các bạn có thể nói nhẩm ra hoặc là khi các bạn ở một mình các bạn nói ra cũng được cầu xin một cái sự chỉ dẫn đến từ bất cứ tôn giáo nào mà các bạn đang đang theo á thì các bạn cầu nguyện theo cái tôn giáo của mình hãy cầu nguyện và hãy tìm đến những nơi có nguồn năng lượng cao thì đó cũng là một trong số những cái cách giúp cho mình vượt qua được những cái khoảng thời gian khó khăn những cái cách này thì nó hơi gọi là tâm linh huyền bí nghe có vẻ mơ hồ quá chứ nó không có thực tiễn giống như là những cái cách mà uh, những bước để mà thành công hay là những bước để vượt qua khó khăn trong cuộc sống nhưng mà thực sự nó giúp ích cho bắp mà mọi thứ nó kết nối theo như thời điểm hiện tại mà bắp thấy là trội mọi thứ trong cuộc sống này nó kết nối với nhau một cách rất là hoàn hảo luôn nha các bạn à, có những thứ mình nghĩ là vô tình thôi nhưng mà biết đâu đó lại là sự sắp xếp của định mệnh thì sao nhiều khi mình nghe hai chữ định mệnh nghe nó thấy ghê quá đúng không nhưng mà đôi lúc nó đơn giản lắm có những bạn sẽ không tin cái việc cầu nguyện tại vì có cầu thì cũng không thấy nhưng mà nhiều khi mình xin một cái lời chỉ dẫn đúng không? Thì vô tình các bạn sẽ coi một cái đoạn phim hay là coi một cái video podcast hoặc vô tình nhìn thấy một cái cuộc nói chuyện hoặc là một cái chuyện gì đó xảy ra ở bên ngoài đường thôi. Đôi khi thấy như vậy thôi mà các bạn cũng có thể gỡ bỏ được khúc mắc ở trong lòng, hoặc cái điều đó có thể giúp cho các bạn có thể giải quyết được vấn đề hiện tại. Nó hay lắm và cũng có một cái suy nghĩ giúp cho bắp vượt qua những cái lúc khó khăn, đó là khi mà mình đang gặp khó khăn á thì mình nghĩ đó là cái giai đoạn để mình lột xác, giống như là một cái con cua nó lột xác vậy đó các bạn. Các bạn tưởng tượng là một con cua, trong cái quá trình phát triển và trưởng thành của nó, nó phải lột xác rất là nhiều lần. Có những lần nó lột xác nó còn mất đi một cái chân nữa hoặc là mất đi một cái cái bộ phận nào đó, nhưng mà những cái lần lột xác tiếp theo nó lại có thể tái sinh và mọc ra những cái bộ phận đó cho tới khi mà nó trưởng thành thì đối với con người của mình cũng sẽ có những cái lần lột xác giống như vậy. Đôi khi có những cái lần á mình mình tưởng chừng như rơi vào trong tuyệt vọng và mình bị mất mát một cái thứ gì đó. Nhưng khi mình vượt qua được rồi và những cái lần lột xác tiếp theo thì mình sẽ có thể tái sinh. Mình có thể không phẳng là mình có lại cái thứ mà mình mất. Nhưng nhiều khi mình lại có được cái thứ khác nó trân quý hơn Và những cái mình có được thì tùy người nhận biết đó là cái gì Chứ còn làm sao mà bóc có thể nói rõ đó là cái gì được Đối với một số người thì cái điều trân quý nhất của họ là vật chất. Một số khác thì là cái sự tĩnh tâm, là cái sự an lạc trong tâm hồn. Chỉ cần họ ngộ ra một cái điều gì đó thôi các bạn, thì họ sẽ thấy cuộc sống của họ nhẹ bẩn đi. Thật sự đây là một cái thời thời đại phát triển về công nghệ thông tin. Những gì mà mình muốn biết là ở trên mạng có hết. Thậm chí là có nhiều người người ta chia sẻ những cái câu chuyện mà người ta trải qua. Thì đôi lúc bắp sẽ nghe nhiều người người ta tâm sự người ta kể về những cái khoảng thời gian khó khăn của người ta à, những cái doanh nhân thành đạt là hoặc là những người nổi tiếng người ta kể thì ai cũng sẽ có những cái khoảng thời gian bế tắc trong cuộc sống và mình nghe thì đôi khi mình học được một số những cái tư duy của người ta và mình hiểu được là ở cuộc đời mà ai cũng gặp khó khăn thôi chứ không phải chỉ riêng bản thân mình và điều quan trọng là trong cái lúc khó khăn đó khi mà mình vượt qua rồi thì mình học được những gì và đừng có quên khi mà mình vượt qua những cái ý mà mình những cái cách mà giúp cho mình vượt qua mình phải ghi xuống mình phải học bởi vì nó sẽ là hành trang để giúp cho mình vượt qua được cái con sóng tiếp theo cuộc đời nó giống như là những cái con sóng ngoài khơi á các bạn nó cứ liên tục ập vô ập vô ập vô nhưng nếu mà các bạn biết cách học lướt sóng thì sao mình sẽ vượt qua đó một cách dễ dàng thậm chí là hứng thú hào hứng để mà vượt qua nó nữa trời ơi, nghe nó ngầu dễ sợ <laughs> thì à, đại khái là như vậy hôm nay bác muốn chia sẻ với các bạn À, và cũng muốn trả lời cái câu hỏi rất là hay mà một bạn nào đó bắp không nhớ tên xin lỗi bạn rất nhiều đã hỏi bắp và à, cũng có khá nhiều bạn hỏi cái câu hỏi như vậy thì hôm nay bắp chia sẻ với các bạn hy vọng là nó có thể giúp ích một một chút gì đó thôi thì bắp cũng rất là cảm thấy may mắn rồi và chốt lại nội dung của toàn bộ video thì khi gặp khó khăn thì bắp sẽ tìm cách xả cảm xúc ra có thể là khóc có thể là vận động để cho mình đổ mồ hôi thật nhiều đi xong nó có giúp ông ta. Tự nhiên cái nói chuyện tới đây cái bắp xà lơ các bạn. Ê tính ra mình xong hơi á mình đổ mồ hôi. Mình đổ mồ hôi á có tính là xả ông ta. Thôi để cái đợt tới bắp thử coi rồi, rồi 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 bắp sẽ kể cho các bạn nghe nha. Chứ bắp vẫn chưa nghĩ tới cái chuyện xong hơi đổ mồ hôi á tự nhiên nói chuyện với các bạn bắp mới nhớ. Tới cái chuyện là đổ mồ hôi thật nhiều thì mình xong hơi nó cũng đổ mồ hôi mà. Mà tự nhiên cái ai đang buồn cái đi xong hơi. Ủa sao bắp xà mới vậy? Đang buồn cái đi đi mua đồ về xong hơi. Ờ, cách thứ hai nữa là mình đi tới những nơi có nguồn tâm linh cao để mình cầu nguyện hoặc là mình cầu nguyện ở nhà cũng được các bạn khi mà mình bế tắc quá thì mình nương nhờ nương nhờ cái nguồn năng lượng từ những nơi có năng lượng cao thì nó sẽ dễ hơn còn mình cầu nguyện ở nhà cũng được hoặc là cầu nguyện ở đâu bất cứ nơi đâu cũng được chỉ cần các bạn khởi tâm các bạn cầu nguyện á là các bạn đã bắt đầu nâng cao cái nguồn năng lượng của mình rồi khi mà mình cầu nguyện á thì bằng một cái phép màu nào đó sẽ có ánh sáng đến với các bạn sẽ có một cái sự chỉ dẫn đến với các bạn và các bạn sẽ vượt qua được sóng gió chắc chắn một điều vượt qua được sóng gió và hãy luôn nhớ rằng khi đã trải qua được khó khăn thì các bạn sẽ càng mạnh mẽ hơn và không gì có thể quật ngã được các bạn và đó là chia sẻ của bắp ngày hôm nay hy vọng là nó có ích với các bạn bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của bắp hẹn gặp lại các bạn vào thứ sáu tuần sau cũng vào khoảng thời gian là 9 cho tới 10 giờ sáng nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha.